mình cũng mừng nghe cũng vui á. Dạ và mình ở đây rất là trông chờ anh. Bữa giờ anh quay chương trình lên là cũng có nhiều người sẽ tham gia mà chưa có anh tham gia, nhưng mà bác kể lại cũng nó còn bác nói sao mà không vừa đi quay với anh Thanh Nam hoài mà chưa có mời anh đó. Dạ tôi vừa đã mời, anh đang sắp xếp được lịch rồi. Hôm nay anh tham gia với hội quán ở sân trường ạ. Nói gặp anh ạ. Nói thôi lời nói đầu tiên là Thanh Nam cũng xin kính chúc cho ban tổ chức cũng như anh Phương Dừa và tất cả anh em ở trong cái gì? Hội quán ở sân Dừa. Hội quán ngôi sao Phương Dừa và tất cả bà con cô bác anh chị em có mặt hôm nay cũng như khán giả xem cái kênh YouTube của Phương Dừa. Dễ thương lắm bác, bao nhiêu bạn bác yêu mến ảnh lắm, nhưng mà ảnh không có kênh YouTube đó, cho nên là khi vừa đi quay phim á, khi vừa lén quay ảnh hoài à, mà quay ảnh ảnh không biết, quay ảnh về cứ 1 triệu view bạn bác xem nhiều. Và có lần khi vừa chia sẻ cái điểm rất là vui, khi vừa quay khi vừa về YouTube mà cái tích cũng bắt cười lắm. Thôi giờ thì hát đi ha. Dạ hát á, giờ thì hát lòng sáu nha, hát cho bà con đó. Dạ lâu quá gặp anh là quý vị khán giả cũng biết Thanh Nam rồi, là một cái danh hài sân khấu cải lương cũng như kịch hài rồi phim hài rồi tấu hài, nhưng mà tấu hài phải có 5 người nha, một người khó tấu lắm. Giờ ca phục cổ hài tặng cho quý vị khán giả. Quý vị thấy Thanh Nam là biết phải có hai lúa không? Anh thấy hát cái bài phục cổ hai lúa lên đời, lời cổ của soạn giả Đăng Minh, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cổ nhậu lai lai đang sống làng nhà chẳng thấy
gì nữa, làm ăn mới cũng được, bây giờ cũng có tiền. À, cảm ơn. Chụp hình không ạ? À? Giờ hát giọng cổ xong rồi, giờ hát tặng cho quý vị một bài nhạc đi á. Để nghe Thanh Nam hát nhạc thử có được không? Nếu được thì làm nữa, mà không được thì bỏ ống chung cùng cho xuống một giọt. Chụp hình. Dạ cháu, cứ thời gian chế cho cháu. Chụp hình cái có tiền được, nó chụp hoài tới sáng cũng được. Không sao mà nữa là chụp cái là có tiền à. Đó, chụp hình. Thời cảm ơn, đâu hát rất nhiều. Hát tặng cho quý vị một bài nhạc cũng mạnh hơn. Lại nhớ